đi nè, cái số tôi sao nó nghèo dữ vậy không biết nữa. Người ta nghèo á, người ta không có đất cắm dùi. Tôi tệ hơn nữa, không có cái dùi cắm đất nữa. Diệu, Diệu à, nghĩ tội nghiệp con gái tôi ghê nha. Nó hiền lành vậy đó, mà nó đẹp nữa chứ, mà sanh làm con nhà nghèo. Nó đi làm tối ngày sáng đêm, không đủ nuôi cái miệng tôi ăn nữa. Diệu. Làm gì vậy? Làm gì vậy mày? Con hồi. Trời đất ơi, nó bắt lùi mà tử sát thủ chứ. Cái bà dò dẹp bực mình cũng phải giết nó. Con làm gì đó nãy giờ mà má kêu hoài vậy? Sắt chuối cho heo ăn. Trời đất ơi, ấy coi nhà nó qua bên bà hội đồng đó. Qua bỏ người kia vậy? Dạ. Trời đất ơi, thì cũng nợ nần chứ làm chi con. Thiệt là tao nói ông trời không có mắt mà. Bà thì xấu quách vậy hà. Mà của ăn của để. Còn tao đẹp như vậy nè, mà của cười không có ăn nữa. Thôi má ơi, trời ơi má đừng than má nghèo ta cừ á. Nghèo cái gì mà cú nào cũng đần như là má. Vậy á, con nói thiệt nha. Má, ba ép bớt đi. Để vậy ta cười cho than nghèo kỳ cục quá. Thì tại ăn nhiều mới nghèo. Thì bởi. Thôi coi nhà đi, má chờ lâu má chửi tao giờ á. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay tự nhiên cái sợ bà hội đồng ngang cái là sao kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mình mắc nợ người ta nhiều quá con. Hồi ba mày đó, trời đất ơi, bệnh năm này qua năm nọ, tao bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán vườn, bán hết trơn. Thế rồi tao muốn bán tao luôn, không ai mua. Thành ra tao mới khai bán đắp xi. Khai bán đắp xi chi không chịu mượn nợ nhì. Nợ nhì là second loan hả? Ừ. Mượn luôn rồi con. Trời đất ơi. Bây giờ tao nghĩ tao giận ba mày ghê nghe. Sao giận ổng? Bệnh thì 2-3 ngày chết đi. Bệnh chi mà cái năm này qua năm nọ, rốt cuộc cũng chết nè. Trời đất ơi, tao nói thiệt. Tao mượn tiền đầu trên xóm dưới đâu ai cho tao mượn đâu. Chỉ có mẹ hội đồng mẹ ngu mới cho tao mượn thôi. Trời đất ơi, thở rồi nè. Tao cho mượn tiền này còn chê người ta ngu. Má kỳ quá hà. Sao kỳ? Không tức sao? Nhà băng cho có 12 chấm mà. Bả tới 24 chấm lận. Buộc đầu cắn ra tao thương ba mày tao mới mượn. Trời ơi, thương ba cái gì cũng nói má nghe nè. Má thương ba một thôi, còn má thương má chín. Mượn tiền bao nhiêu về cho ba ăn chút, còn vừa má ăn hết má mặc ụ vậy nè, ba này chết queo. Bởi vậy nói rằng ta cười cho. Tao phải mập tao mới có sức tao nuôi ba mày chứ. Trời đất ơi. Thì tao ốm nhôm cho mày rồi ai lo cho ba mày? Thì nó buồn cũng chết phải không? Để nợ để nần lại cho con cái, cho vợ con nó gánh. Trời đất ơi, món nợ này nghe con, trả cái đời con đời cháu mày á cũng không hết nữa. Vậy là tiêu con rồi. Giờ chỉ còn có cách duy nhất á. Cách gì má? Là con bằng lòng lấy cậu Hai Niệm á, con trai bà hội đồng mới mong trừ được món nợ đó con. Trời đất ơi má. Trời ơi má, sao má ép con gì kỳ cục vậy má? Trời ơi, cậu Hai Niệm á ghê lắm. Đây nè, con nói má nghe, hôm bữa hổm á, trời ơi, lên coi hát cái đình á, đang chỗ hay thật hay vậy nghe, đang chỗ khóc quá trời khóc nha, tự nhiên cái ổng phá ổng cười sặc lên kìa, cái ổng cởi hết quần áo ra, ổng chạy cứ tửng gì nè. Vậy mày lời rồi mà muốn gì nữa? Lời gì đâu, lời chả có chút xíu gì mà lời cái gì, cái cho chạy cái nhào cho con nè, kề vô chứ đi, Diệp ơi Diệp, anh thương em thích nè. Ôi ghê cái mồm à. Thôi con thương má đi con. Ôi con nói má nghe, má mà ép con lấy trai này mà con thiệt con mà nổi điên lên nè. Thí dụ vậy nha. Ừ. Hai Niệm đây nghe. Ừ. Con nổi điên nghe. Ừ. Đây nghe. Ừ. Trời, con thấy chưa? Trời đất ơi, mấy cái nhỏ xíu vậy nè, mày lấy kéo mày cắt được rồi, mày kẹt chặt ngọt xớt thì ớn quá trời đi. Nhưng mà má. Vậy con nói má nghe nè má. Má hoài nó tóc quá đi. Má gả chồng sớm cho con chi vậy? Để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày tao đã có ba mày rồi. Tao nhớ là tao còn rủng mình á. Đâu lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Hai tao nhớ tao ba mày. Trời ơi, coi mặt má phơi kìa. Chiều á tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì vậy ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc xinh, chúc mập đầu đình. Em xinh, em đứng dưới xình, em cũng xinh. Mà hồi đó tao đâu có như giờ vậy. Bởi vậy ba ngâm chúc xinh là hồi đó, chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ quá má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao?
Nhà có hai má con mình à. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn cả ở mình vậy. Trời ơi, con tưởng sao? Sao? Nhưng mà má. Vậy con nói trước đặng má tính với người ta nghe. Sao? Con thề cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay yểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt chước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè Diệu à, yeah. Tao nói mày nghe, hồi đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói mày có số sát phu, có nghĩa là mày rớt tới thằng nào á là chết thằng đó vậy hà. Sẵn mày đang ghét hai niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má, sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao con khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, cái thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù đù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con đã hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu hai niệm trường nội cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao? Mà thường thường đàn ông ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kỳ vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kỳ cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói gì kỳ kỳ cục? Mày hổng tao giả, mày muốn cái mày chích cao. Mày giờ mày tưởng tao là ai vậy mày? Má làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má, má con. Má, mày tưởng tao là ai vậy? Tại má dồn con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ổng chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sao. Khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi, má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má. Thôi đi má, hoài mệt quá đi. Má. Dự. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Ôi, xe đạp không? Trời đất ơi. Sao hôm nay bẩn vậy nè? Ui, xe đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời ơi, giống đoàn xiếc quá à. Anh biết sao không? Cái gì? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa? Nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á, là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa? Không được màu trắng, cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy nghe. Đẹp, đẹp, đẹp không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này vừa hợp bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi, trời ơi, nào vô đây sắm xe đạp đã gì? Đó, bấm tình tâm tình la, đủ màu gì, bấm chi vậy? Nội. À, không biết hả? Không quấn xài có 1 năm mà. Ủa? Quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cái này bần tiện dễ sợ nghe. Bần tiện gì? Thôi được rồi em, em được rồi, đẹp 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 đẹp. Sao sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối nói anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hường, màu xanh. Vậy em. Đẹp hơn lắm. Vậy thật cắt kè đi còn gì nữa. Đâu có. Thôi lên đây nghe. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, ta đang đứng cái chuyện của cái xe này nó. Đang dậy đi. Em cứ đổ gỗ. Ra để ngày hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Được, được không? Không sao hết trơn á. Vậy ha. Rồi sống thì yên lắm. À. À, mướp trộn ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Cái gì vậy? Cái gì? Không có có. Trời hú hồn mà. Xong rồi. Ừ, xong rồi hen. Giờ gảnh tay gảnh chân hen. À. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét luôn. Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Cái gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em bị vắng rồi. Anh qua anh thăm mày lỡ tôi có bầu. Trời má tôi la tôi chết đó. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à. Làm như anh thần như có bầu. Muốn thấy ghét à. Chứ qua làm chi vậy? Qua đây anh báo em tin mừng. Mừng
anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn, anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì, bộ tính ra làm ông sư cứ về trụ chị cái chùa làng mình hả? Ê, như kỳ vậy? Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mẹ nói thiệt không? Thiệt. Vậy gác học nghe à. Mai mốt về đó làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. Em, anh làm thầy giáo, tụi em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, cái à. Nó vui, cái nó vui á. Ngồi chơi. Thôi, thôi, cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao, sao vậy? Thôi nha, có dài bà ngoại anh la chết. Trời ơi, cái này kỹ thiệt á nghe. Nói anh nghe nè. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo, tám tế tí gì đó, nó cứ vòng vòng bên ngoài em mà bị đặt. Nói chuyện nó là chết cho anh đó. Nhớ nha hồn. Mặt ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc gì mà. Thôi em ơi, tụi chụp quên hoài à. Thôi đừng có lo. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen à. Lên Sài Gòn hen ừ. Coi như học hành hen. Đứa nào mà nó ăn hiếp anh đó nghe à. Nói tôi quýnh như thép tuần tiếng nha. Thôi tôi chém từ ông nội ra xuống ba nó tôi chém hết. Trời ơi, cái tụi Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có đập bỏ. Thôi, đập bạn gái thì khỏi nó bị chém mà. Thôi được rồi. Vậy mới được, vậy mới trị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm nghe anh. Ờ. Trời ơi, đi về cũng 2 cái Tết đó nghe. Ờ. Nói nghe. Gì? Đứng mới nghe nè. Vậy chứ, có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa quen nhau á, khi gà ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nhớ. Nữa, anh thề á, nếu mà anh phản bội em á, thì trái sầu riêng sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á, à. Công nhận á, đỡ ngu rồi á, nhớ câu lời thề á. Mà hen, bây giờ á, sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nha. Gì vậy? Tôi lấy cho anh chút quà, tiễn anh lên đường. Thôi, vậy. Được rồi, đủ em. Tình cảm. Để em lấy mà. Không, em, tình cảm là chính em thôi. Để em lấy mà. Anh nói nghe nè. Anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng có lấy tiền để bạc cho anh chi mất công em ơi. Thôi tội lắm. Trời ơi, tôi thôi, đâu có ngu, tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cám cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Chút, có quà đặc biệt. Gì vậy? Chứ gì em? Anh đâu biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có, sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xắt cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha. Để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi, em ơi. Anh nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á. Ừ. Thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra là anh nhớ em. Đưa anh nguyên trái sầu riêng xách anh trở nặng gần chết à. Ôi cha, cha khôn quá cha. Lá sầu riêng có nhiêu nè. Còn đây nè. Dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ em. Trời ơi, em ở nhà, em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý anh muốn nói là em anh treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng trớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là trúng cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, cầm. Cầm không? Cầm. Trời ơi, em á. Coi như lấy trái sầu riêng này đi. Ừ. Như là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Ủa. Anh nhớ nha. Hứa gì á. Xong rồi lên trở nên học xong xuôi rồi á. Anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ mà ơi. Cái gì? Ôi, đâu biết chữ đâu, biết đọc một cái thơ cho nổi. Trời ơi. Nghe nè. Gì? Vẽ hình đi. Hình sao? Giờ vẽ lấy tờ giấy bự vậy ha. Nếu anh vui á, anh vẽ mặt cười. Nè. Còn nếu anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy. Vẽ mặt buồn. Đó, là em biết anh vui anh buồn liền hà. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì dễ. Ồ, vậy cái sầu riêng nghe. Vậy cái sầu riêng là em biết anh vậy á. Nghe. Thôi anh đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh là anh nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nghe. Nhớ.
ai đâu Diệu. Biết ngồi đi học đi, tôi nói tôi chờ, tôi chung thủy mà. Diệu, đừng có khóc, em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy xe đạp mất rồi vậy tôi không sao hả? Tổ cha là cái xe đạp tao, anh bắt mới tích mẹ mà luôn á. Anh nói tôi cha mới tìm cứu được á. Tôi nói rồi mà, mất khô người ta còn thấy trộm, huống hồ chỉ là xe đạp đắt đầu. Khổ rồi con ơi, khổ rồi con ơi. Ai là mắc khổ đó, không biết mắc ai là đâu, đâu có hay đâu. Không có hả? Ừ, là cũng hết hồn mà. Má vậy hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Má nó còn nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra ngoài cầu ao á. Dạ. Nó ngồi đi ca giọng cổ. Sao? Nó ca cái gì mà chim đá la, đậu nhánh đá đá, chồng gần không lấy sao lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu, con chịu. Tao nói thiệt á, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi. Bộ mày không nghe tao nói hả, tốt số bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó mày lấy ai làng này nữa. Không có được, bị con á với anh Hoàng á mất lời thề rồi. Ai mà phản bội á, sầu riêng cốt xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn á. Con muốn bể đầu. Thiệt á, mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn trẻ tao dớt nó liền á. Má, ưng không, mày Hoàng nói giùm ra, ưng không. Nó chịu mày với đâu, chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê mày cái chỗ nào nữa. Mày thẳng buộc từ trên xuống dưới vậy hà. Vậy thì cái body vậy con được như má cũng đỡ. Thấy không? Chẳng được như vậy bây giờ đang làm mốt đó má. Má có chịu có nhà không? Chết cha, bà hội đồng qua má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, trời ơi, đây. Từ đi nhà cái gì mà khoai lang rồi bầu bí thúi hết trơn này má. Uống cái kiểu này sao sống. Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má. Sao tủ lạnh kìa má. Sao tủ lạnh kìa má. Tủ lạnh kìa má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân đi chân từ buffet vậy. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy, cái chuồng bò vậy, hôi quá má ơi. Đúng rồi đó má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi, cô bà hôi, bà hôi, bà hôi á. Hổn gì má, hổn quá, dám nói con vậy đó má. Dạ, 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 bà nghe. Dạ, mời bà hội đồng ngồi. Bà có nghe con nói không? Dạ. Dặn ở bên Ngô á, không có bằng, không bằng gì má, bằng gì má. Bà cô bên chồng. Ờ bà cô bên chồng. Biết không? Hay mốt bằng dịu nhà bà mày về nhà tôi nha. Biết với tôi đó. Phủi. Sạch chưa? Sạch rồi con. Ngồi đi con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà dặn con hoài à. Ba cái xoài chôm chôm nhãn nóng lắm. Đừng có ăn. Ăn thì vui thì nóng. Đừng có nhẹ con. Đừng có nhẹ con. Nè cái bà kia. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không? Hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra? Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ. Nói gì? Tôi nghe nói con bà hơi cà tửng. Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xí miệng nó ra. Bà không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn, đồ tầng bảy tầng bả thấy tôi giàu đó, ganh ghét tôi. Đúng rồi. Tôi hỏi bà, trời nắng chang chang gì thì nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, nó chạy vòng vòng, nó chơi chút rồi nó về. Nó tự sao nó biết về nhà. Đúng rồi. Còn bà nữa. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Bà sao phải hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè, anh hai của tôi á, thấy bà nghèo, tội nghiệp nên mới lấy con gái bà để trừ nợ biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Ai thèm lấy? Phải rồi. Bây giờ con tôi nè, đẹp như vậy nè, mà còn é, còn kén nữa không con? Đúng rồi. Đẹp vậy rồi mà kén chứ sao? Đúng rồi con. Sao mày lấy ai? Mày lấy ai? Nè. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó, mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đấy tịch thu căn.
căn nhà này để làm chuồng heo. Ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa? Nghiệp con gái tôi quá bội đồng ơi. Nó còn nhỏ xíu à, nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Bà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được đâu à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á, nó mãn tang xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông về ông phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt vô cái gia đình cành trứng nghe không. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa, bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng bà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à? Chuồng bò, nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Về để nóng con. Nóng đi quá con. Đi con. Trời ơi, tôi đâu có ngờ tôi ăn ở con đứt lắm mà. Một năm tôi ăn chay tới 2 lần. Sao ông có thương tôi vậy? Má, con nghe hết lời má dặn rồi. Chuyến này con phải hy sinh đời con thôi. Má gặp anh Hoàng á, má nhắn lại gần, con vì chữ hiếu, con phải bán mình chuộc cha, giống như tiếng Kiều ngày xưa nghe má. Con à, Tí Kiều hồi xưa đẹp lắm, cái đâu có nhận mày vậy đâu. Nhưng mà con hy sinh như vậy là đặng chữ hiếu lắm rồi. Yeah. Thôi, con đừng có khóc nữa, má đang thúi ruột đây nè. Con à, trước khi con đi về nhà chồng đó, dạ, con nghe má dặn nè. Dạ. Nhà người ta giàu có lắm mà con. Dạ. Con qua bển. Cô cho ông được gì giấu kỹ nha con. Món đem về cho má nghe con. Má, con nghe lời má căn dặn. Trước khi về nhà chồng, con cảm động quá má ơi. Má ơi, ơi, nhà bà hội đồng giàu, mỗi lần má lên thăm con á, má nhớ nghe má. Nhớ gì con? Con quăng gì má chụp liền, quăng gì má chụp liền rồi bể nha má. Nghề của má con đừng có lo. Mà con à, má ác lắm á nghe con. Bà dữ lắm á nghe con. Mấy người công nhân á bị ba đánh từ sáng cho tới tối vậy nha con. Cái con quỷ ba đó cũng vậy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà càng ngày nó càng ế chồng, nó càng thấy ghét vậy đó. Trời ơi, em sợ. Qua bệnh con thận trọng nha con. Trời ơi má ơi, con biết rồi má. Dù con bị đánh đập cỡ nào, con cũng cam lòng trả hiếu với ba má. Má chờ một chút nha má. Đi con. Chắc là thủ này theo quá má. Con đem đồ nghề theo đi con. Dạ. Để mình thủ. Dạ. Đừng có để ta hiếp mình nha con. Má, con đi lấy chồng rồi đó. Má nhà sáng tập thể dục cho nó ốm bớt nghe. Còn anh Hoàng, cứ ráng chờ em nghe. Em về em lấy thằng Hai Niệm. Em về em lấy anh nha anh. Thôi con đi nha má. Con à, nữa. Trước khi đi lại ba con cái rồi đi con. Thôi con quên, con quên. Dạ anh vô lại. Lại bàn thờ đi con. Dạ dạ. Ba ơi là ba. Con lại ba. Con đi lấy chồng nha ba. Ba cũng lại đâu nè. Trời ơi. Lộn đôi này bạn ba. À, đúng rồi, cái này bạn thân của ba con đó. Ông này ông còn sung á, biết chừng nào tới nhận. Đây là ba con này con, lộn lộn. Ba là lại ba. Đi con, lại đi con. Vậy mới là ba nè. Vậy mới lại ba nè ba. Ôi ba ơi, chứ lại ba. Con đi lấy chồng. Ba đừng tận 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 tận
chờ anh muốn chết luôn à. Không thấy anh gọi cho em gì hết. Nhớ anh thấy mồ luôn vậy đó. Anh hứa anh dẫn người ta đi chơi mà sao không chịu dẫn. Ghét ghê vậy đó. Con, bộ con có bồ rồi hả? Đâu có. Tưởng tượng thôi má. Làm ta mừng hụt à. Má. Gì? Chị Hai Diệu á, bữa giờ ăn hiếp con quá trời à. Má không minh giật con gì hết trơn á. Trời ơi, mày đổi tông lẹ quá, tao theo đâu kịp mày. Rồi con Diệu đâu? Nó ngủ hay thức mà mày cái họng mày bài hải nó ra. Nó giặt cái mỏ mày bây giờ đó. Nó nói với mày rồi bao nhiêu lần rồi, nhịn nhục đi. Tao tưởng đó là tao giữ là top of the line rồi, nó còn dữ hơn má nữa. Cái thân tao đang lo chưa có nổi, làm sao mà tao binh mày được. Đuổi gì nói má đó. Đuổi má đi đi. Mày ngon mày vô mày đuổi nó đi đi. Con đuổi nó đi á. Mày ngon mày vô đi. Ừ, rồi đó. Ờ, đi đi. Bà nội cha, mày có gì đuổi hoài là sao vậy? Bà nội đi. Thôi má ơi. Mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội Thảo là ai là tao đó. Mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má à, bà ở trong cái nhà mà xui xẻo quá à. Má nhớ lại coi. Về ở với anh hai con được có mấy tháng cái anh hai con chết à. Mà anh hai con chết xong bà mới có chữa đó. Còn nghiêm có chữa với ai rồi nha má. Chửi với ai? Chửi với ma đó, anh hai con hụn về đó. Tôi có nói tầm bi tầm bạ ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn. Trời nha. Thiệt đó má ơi, anh hai con chết thảm quá à. Có đời thở nào mà thấy ai chết thảm như anh hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết đấy, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi. Cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha. Cái nhà mình là có huôn rồi đó con. Con nói má rồi mà. Bả đó hả? Xui thấy mồ đi. Má không chịu đều tuổi má đi. 5 năm rồi bà ở trong cái nhà này nè. Cái nhà này càng lại càng mát ha. Con à, đây nè, mày dọn nè. Ông tổ nhà mình để lại rồi nè. Đại phú á là do chôn, tiểu phú á là do cần. Cần kiệm này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, thì tao chỉ có cần kiệm được thôi. Còn chôn là phải tuổi trẻ như mày chôn. Mày không chịu chôn mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Má đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ á, đuổi nó đi cái nó đem thằng Thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh hai mày có người nối dòng mày ơi. Ôi sao anh hai con đâu có cần ai nối dòng nữa má. Cái dòng cả chớn mà nối làm cái gì. Má nhớ không? Hôm bữa má kêu ông thầy Phong Thủy về nhà đó. Cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á, có nguyên cây nhọn đâm qua. Mà con đâu có sợ cây nhọn gì đâm đâu, má thấy không? Mày mà sợ gì? Cái ông kêu con leo lên treo cái tấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn, thấy mình có cái tấm kiếm, cũng treo tấm kiếm lên để cho hai cây nhọn đâm qua, đâm lợi đâm qua một hồi cái hai nhà mã trường. Đây nè, nhớ đâu nói đó, tao già rồi, đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái công thầy giáo mới đổi về đây nha con. Ông tới ông dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế. Chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai làm sao tính đi. Chứ mà có bà ở đây hả, con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi, mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à, Diệu hả? Má cao vậy má, má không sợ ba ra ba đánh má, ba chửi còn sao? Con nước quá thì mày làm tao khóc quá tao cũng quên. Diệu ơi, Diệu con ơi. Vụ gì vậy má? Con ngồi đi con, ngồi. Ngồi chỗ nào? Anh ngồi đây. Ngồi đây con. Mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ nhỏ thôi.
cho thằng Thảo con nó ngủ. Trời, gì? Làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì á? Má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à? Ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke? Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai có đánh tứ sắc, biết chưa? Trời ơi, mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị ạ, sao xin nói nị chẳng hả nị ạ? Sức mấy nhẹ. Chứ con, mụ à mụ à. Hoàng tánh niệm, hảo hảo à, chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bà nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn, con phải đi làm ca ba đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ. Con tưởng làm ca đêm dễ lắm hả? Phải có nhan sắc mới làm được à. Cỡ má mà xin làm ca đêm coi. Mụ à mụ à. Ba, đứng dậy ra ngoài vườn hái dừa xiêm, rót cái ly nước đưa tao uống cho nó mát. Rồi ra giếng múc nước lên lóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm, biết không? Sao chị cứ sai ngoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi, cô muốn héo không? À con, à con, à để nó nói con nghe vậy, à, thấm thoát vậy đó. À, mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. À, má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như má cũng xù hả con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển ở đây chút xíu. Má xin lỗi. Nhưng mà em nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi. Tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40, cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à. Con dồn coi còn trẻ măng à. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt không má? Thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm nhớ là chuyện xưa quá hà. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy má đuổi con sao má? Ủa mà nhan sắc thì hồi xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị hai à, em nói cho chị hai nghe. Chị hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này á bác gái yếu lắm rồi. Yếu lắm đó con. Chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Thiệt. Mà nó hả, ăn uống thì không được nè. Đi đứng thì bất tiện nè. Yếu lắm. Bệnh hoạn lắm rồi. Về báo hiếu đi đó con. Ở với bác gái mà lo cho bác gái đi chị. Đúng hai rồi à. Đó con. Thiệt vậy hả? Nghe đi mày. Xe lôi mày đang đòi tiền tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày mục. Đố thừa tao mặt hả mày? Đố thừa hả? Kêu đại ca à mày. Mày tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi. Khỏi cần tới con. Xử rồi. Gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mà làm gì má? Má bận chứ mặc bà phải làm gì? Nè học xoàn nè. Thấy chưa? Học xoàn, thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn, thấy chưa? Ôi, dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu vô cắn lên mũi của bà. Bộ con thấy người ta dạy con ha. Đại phú vợ chôn kìa. Thì biết rồi. Nhưng mà má, vậy con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn quá má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Tao nói cái tật tham ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi con thấy má mập mạp mày cũng biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Mày có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má khát nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda táo hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ.
Xui. Dạ. Xui mới lên, chị Xui. Dạ mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. Dạ. Sao bà hội đồng, khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ, dạ chưa. Thì phải rồi, cha mẹ ở ác đức quá mà con nó ế chồng tới già, phải không chị Xui? Dạ, tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu. À, mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó. À, để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. À, dạ. À, con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi. À, món nợ cũ thì thôi kể như xù đi. À, chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không chị Xui? Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con, đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Ép chết. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị nó không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho nó đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả, đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à, phải không? Không phải đâu chị Xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi, sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng, phải cà trớn như người ta đâu con. Này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Thôi mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng. Trời, để kêu ổng chút cho coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo, anh hả? Ồ, em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ, anh nhớ em hả? Ồ, anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ok, thiến xong kêu em nha. Ok, bye. Trời, tôi thấy má có tình yêu, má vui, con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ, đi, 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 con chung. Ồ, lúc này nó sao con? Ồ, dễ thương luôn con. Lắm vậy hả? Coi nghe. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Dạ. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Thôi nói ta nghe nghe, cháu ngoại má là chắc chắn rồi đó. À. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Dạ. Chị Xui, chị Xui. À, vậy thì để tôi cho Diệu mang Thảo về bển ở gần chị, để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt với chị Xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy thôi để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị Xui đó. Diệu à, đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống tí mở nghe, để cho má con vô phòng của dọn má. Phòng đi con, dọn phòng. Dạ, dạ. Quần áo để tôi xem đó má. À, vô đây nè, cái phòng này rộng nhất này đó. Mà biết sao, bụi quá chừng trời đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứng nhắc vậy. Ê, dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà nói tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Vì. Ồ, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, 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 uống nước lạ, tôi bị đau bụng. Tôi có nước riêng của tôi. Uống con. Dạ không.
thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ôi, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Vậy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó, mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn đi thầy. Vậy? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông, ruộng vườn á thì cò bay thẳng cắn à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi rồi. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Dạ. Dạ không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à? Cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ chị không thấu. Nhưng mà cô... Dạ cô ba. Em là thứ ba. Em tên là Tươi đó. Nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi. Tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý, con vui. Tươi thiệt là đẹp mà nha. Bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tư đây. Tư nè, bà hội đồng có nhà không vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà có chuyện gì đó thầy cứ nói với Tư được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tư giải quyết hết đó. Trời đất ơi, Tư giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Đúng là bà hội đồng của một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? Dạ, tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời ơi, Tư đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tư đó. Nói nghe nè, đợi Tư đó. Thầy Tư. Anh Hoàng ơi. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ơi! Anh Hoàng ơi! Sầu riêng đông lắm, đông lạnh của em đâu? Trời! Diệu đây sao? Ngầm ngùi nhìn nhau, ngầm ngùi nhìn nhau, ngầm ngùi nhìn nhau. Diệu! Dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngang trái. Trời đất ơi, sao mà hát cái lương vậy? Học đường Tây mà hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Bộ hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo Tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, mà tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tính anh cùng á. Anh Hoàng à, chuyện em gì? Báo cho anh tin mừng nghe. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi á. Thằng chồng em nó thẳng cẳng nó chết rồi. Chết rồi? Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nghe. Nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha. Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ. Nhưng mà đứng không sao. Có 1 thằng à, nó con trai lớn lên đứng theo vợ đó nè. Em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nên Hoàng Giáo Hoàng. Diệu, đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi. Đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi. Vĩnh biệt em đi. Tươi đi. Trời ơi, thật là bắt mắt công. Sắp theo người 5 năm 6 năm nay, nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét, cho tét luôn. Trời, thằng mới. Chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu. Diệu! Wow. Diệu ơi! Anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về Diệu. Với em không? Diệu ơi! Anh đa buồn quá Diệu! Gì vậy? Anh về với em không? Chiếc Honda mất nữa rồi! Dạ
bao nhiêu đất đó à? Hả? Em đang làm gì hả? Em đang đánh răng. Trời ơi, thì đánh răng giả hay đánh răng gì? Xui nó nổi mà văng mất tiêu bộ răng luôn á cô. Trời ơi, hả? Nói chuyện khó nghe hả? Ok, thôi để em vô em gắn răng lại rồi nói chuyện chị nghe cho dễ ha. Đợi em chút nha. Rồi đó, cứng rồi đó. Em nói chị Tương nghe nha. Trời ơi, từ lúc dọn về nhà này tới dọn nha, em xui đủ thứ chuyện á chị. Người ta cho mướn phim bộ hả? Trời ơi, ta sang phim lậu á, năm này qua năm kia không sao hết trơn á. Tới phiên em á, sang có mấy chục ngàn bộ à, cái bị bắt liền à. Chị coi có phải tức không? Trời đất ơi, rồi cái dẹp cái tiệm phim, cái em mở tiệm nail, cái em cắt rớt cha nó lóng tay người ta xuống đất luôn. Trời ơi, mấy anh em ở tù rồi đó, bởi vậy sạc nghiệp luôn vụ cái nail đó chị. Trời ơi, dạ, thì phong thủy chứ còn gì nữa. Thì đúng phong thủy rồi mới khiến em nè. Trời em tập thể thao gần chết vậy đó mà không xuống. Em đai ép hả? Em xỉu tới xỉu lui cũng không ốm. Là sao vậy? Thì phong thủy. Thì đúng rồi. Dạ. Thì em có nghe bà thầy đó đó. Ok mà nếu mà em có gì thì em báo chị biết nha. Em tính mời bà tới nè. Ok bye chị Tư nha. Dạ bye. Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày dám vô không? Cái gì vậy? Mày dám vô tao không chạy làm con mày á. Cái gì vậy? Tụt con tỏi tới gì dạy tới gì ai dẻo. Anh tức quá. Tức quá này. Ai dẻo? Anh nói cho mày nghe nè. Sao? Anh thấy cái chỗ đổ xe còn một chỗ à. Ủa? Anh mới vừa sấn xe vô. Sao? Nó cũng nhảy vô nữa. Đứa nào? Rồi anh cái ve xe ra. Thằng nào? Cái nó cũng nhảy xe ra nữa. Trời. Ờ cái anh mới nhảy chạy xe vô. Ủa? Cái nó nhảy vô. Ủa? Mà nó ngồi nó cười, nó nghe nó cười nữa. Trời ơi, ai mà vô duyên nào? Không phải đàn bà mà vô duyên vậy nè. Ai dám dẻo nè. Không phải đàn ông, phải đàn bà. Nó chứ ai? Con chó. Tức không? Tức gì đâu, bực mình gì đâu á. Thôi đi nè ơi, em nói cho nè nghe nè. Cái gì? Trời sao nghe rốt rốt vậy nè? Cái gì vậy nè? Trời ơi, nè nè. Hả? Trời ơi, tướng anh vậy mà nè thải nguyên bao gạo ông đĩa lên chịu sao nổi. Không chịu đâu. Hồi đó người ta không chịu leo, cũng bắt người ta thảy lên đầu gối. Bây giờ người ta leo đầu gối cái đó người ta bao gạo không chịu. Thì tại vì hồi đó nị gần 100 pound. Bây giờ nị gần tới 200 pound chịu sao nổi. Nị. Gì? Nị giờ mấy em nè. Lúc này em dễ thương, dễ sợ chua. Dễ thương, dễ sợ. Lúc này người ta ốm nhôm không thấy hả? Ốm lắm. Nhi. Ốm lồi hai cái lỗ tai. Em tập thể thao một tuần tới 2 ngày. Một ngày em tập tới 5 phút rồi đó nhi. Tập tuần 5 phút mà ăn hết 5 thử rồi. Sao xuống nổi? Nhi. Gì? Em nói đi nghe. Thôi. Ngồi đây nè. Ngồi hồi dập anh bây giờ. Sao đi nhi? Có nghe gì? Em nói nhìn nghe. Gì đây? Thì sách phong thủy. Trời ơi, hôm nay bài đọc ba cái sách phong thủy này nữa hả? Trời ơi, Nhi ơi, về cái nhà này nó xui đủ thứ nó. Về đây á hả, làm ăn thất bại nè, gia đình tan nát nè. Cái ông chủ cũ đó, hồi đó là ổng, trời ơi, ổng hiền khô. Ổng lấy vợ về, cái ổng cứ đi chơi. Ổng đi làm rồi cái về, ổng chơi với vợ không hả? Vậy mà về nhà này có nửa năm à. Kia mày đặt cưới vợ bé, vợ mọn nữa. Ôi, ổng cưới vợ bé tại ông mê gái chứ không phải tại nhà đâu. Không phải đâu Nì ơi, tại cái nhà xui đó Nì. Nì. Gì? Em nói cho Nì nghe nè. Cái nhà này xui quá à. Em muốn mướn á, bà thầy phong thủy, bà tên Trần Thị Tiêu Diêu đó. Trời ơi, bà Diêu phong thủy hay lắm. Hả? Ủa, em mời bà về, bà coi bà sửa cái nhà mình lại, coi có ngóc đầu lên nổi không nè. Đọc đi cái nì hoài nha. Em đọc nha. Thấy trường quá à, tục tưng anh nè. Trời ơi, em đọc cái nì nghe nè. Cái gì anh thấy mà nè? Thấy đâu thấy, để bắt kiến đi. Trời em thấy mà. Thầy công nhận nha. Nì đem kiến lão thấy trẻ ghê. Trời. Vậy mà ai nói già cái chửi á. Thấy rõ thiệt. Chửi gì? Quýnh vô mặt cái chửi. Em đọc cái này nghe anh nè. Đại học Harvard vừa công bố phong thủy là khám phá lớn nhất của thế kỷ 21. Làm ăn thất bại, gia đình tan nát, chồng bất lực, vợ lạnh cảm, tất cả đều có thể chữa trị bằng phong thủy. Muốn biết thêm chi tiết về sự kỳ diệu của phong thủy, hãy gọi ngay cô Trần Thị Tiêu Diêu, số điện thoại 1-800-TÓNG-8. Cô Tiêu Diêu từng dùng phong thủy để giúp Lý Tiểu Long nổi tiếng trên màn ảnh Hoa Kỳ.
Nị thấy ham người ta giỏi nghe chưa? Người ta giỏi người ta mới giết được phong thủy chứ nị. Nị gì? Biết không? Anh Hùng chịu vệ cái bên nhà em đó. Trời ơi, chồng bất lực nè, vợ lạnh cảm nè. Kia, nị biết không? Gì? Mời bà Tiêu Diêu tới. Bà dời cái gối nằm hơi chút chiếu thôi mà vợ chồng nóng hổi chứ lại gì. Hay dữ vậy hả? Em muốn mình nóng hổi. Ơi nị ơi nị, vậy anh phải đi kiếm bà Tiêu Diêu nha. Dạ. Tới nhà mình anh dời dời một cái thôi anh hạnh phúc liền. Đúng rồi, dời cái gì nị, dời cái gì? Dời nị ra khỏi nhà anh hạnh phúc liền à. Nị gì? Tôi cứ kể em hoài nha. Thôi, vẫn chơi thôi, vẫn chơi thôi mà, vẫn chơi. Nị à, em nói cho nị nghe nè. Thôi, muốn kêu ai kêu tới đi. Em kêu bả luôn à. Ờ. Trời ơi. Alo. Dạ cho con gặp bà Trần Thị Tiêu Diêu. À bà đó hả? Trời ơi con mừng quá trời. Dạ. Con tên Mộng Lành. Ơi nói nhỏ nhỏ thôi, nó mạnh quá, nó gian hồng, nó giả bây giờ. Có cứng rồi nè. Dạ con mời bà tới nhà bà coi phong thủy giùm con được không bà? Dạ được hả bà? Chúc cho con mừng quá. Dạ nhà con số 28 và đường Nghĩa Địa. Gì? À, dạ nhà con kế bên Nghĩa Địa. Bà tới liền hả bà? Dạ. Trời con mừng quá bà ơi. Dạ cảm ơn bà, con vợ chồng con đợi bà nghe. Dạ bye. Thấy chưa nì? Anh nói nì nữa nha. Tối ngày tin ba cái gì đó thằng bị thằng bà không à. Lúc trước đi mua nhà cũng kiếm như nhà số 8. Tại hôi số 8 là số bác, bác là phát. Vô nhà này phát tài không thấy, thấy phát phì. Nì gì? Thì tôi nói em mập rồi nha. Em có chịu đâu à. Thôi muốn nói gì nói tiếp đi. Nì à. Gì? Ở đời á phải có tin mới được nha nì. Nì nên nhớ thế kỷ này là thế kỷ phong thủy nha nì. Trời ơi Mỹ nó còn tin nữa đó. Em nói cho nì nghe, cái cô Tiêu Diêu này nè, trời ơi cô giỏi lắm, cô coi cho tổng thống Bill Clinton luôn đó nì. Cô cho Bill Clinton luôn. Ồ cô nói hả, đáng lẽ hả ông Bill Clinton này nè, nếu mà tin cổ á phải bận cái gì có màu đen hết. Ông Bill Clinton hạp với màu đen lắm. Cái tòa bạch ốc đáng lẽ phải sơn màu đen. Tòa bạch ốc sơn màu đen thành hắc ốc rồi. Thì đúng rồi, nếu mà sơn màu đen á Monica không có quậy ổng mà có thể Monica được ở với ổng nữa. Trời ơi em mà là Monica đó hả, em sẽ lén em bò lên tuốt lên nóc tòa bạch ốc á, em đổ dầu hắt cho nó đen thùi hết, em sẽ được ở với tổng thống đi. Ở với tổng thống? Cũng ở đó mà vô ở đậu vậy mà đòi ở tổng thống nè. Gì? Bà tới. Ồ, bà tới mừng quá. Ồ dạ chào bà, con mời bà vô. Chào bà. Dạ. Chào cháu. Con trai bà lớn quá nhỉ? Không phải, chồng của em mới hết bệnh. Ồ, thế thì dạ. Chào lại. Vâng, chào bà. Dạ. Chào ông. Dạ bà bằng đi bằng cái gì mà lẹ dữ vậy bà? À tôi đó. Dạ. Tôi đi bằng handicap. Hả? Ê! Không có. Tôi đi bằng helicopter. Là gì nhỉ? Bà sao bà khờ quá. Helicopter là chiếc mô tô á. Ồ vậy hả? Bay. Helicopter là cái máy bay mà có cái chấm chấm nó cứ phạch cái trên đầu đấy. Cái helicopter nó chở cả nghìn người đấy mà tôi không cần, chỉ cần một mình tôi ngồi trên đấy thôi. Chưa là lẹ nhá. Bà giỏi ghê vậy đó. Này, dạ? Đừng gọi tôi bằng bà nhá. Dạ. Bà phải gọi tôi bằng cô. Dạ. Tôi, cô, cô Trần Thị Tiêu Diêu. Dạ. Tốt nghiệp thủ khoa về môn phong thủy tại Đại học Đài Loan. Và đã trình luận án tiến sĩ về môn phong thủy tại Đại học Hồng Kông. Tôi đã từng coi cho rất nhiều người nổi tiếng nhá, như là Lưu Đức Hòa này, Lê Minh này, Lưu Gia Linh này, Vi Tiểu Bảo này. Còn bên Đài Loan tôi đã từng coi cho Tần Hán này, Lưu Tuyết Hoa này. Dạ, thưa bà. Chắc bà chuyên môn trị phim bộ hả? Không, chừng nào ế khách mới liếc tí thôi.
chứ còn là coi toàn người nổi tiếng không. Yeah. Này quan trọng nhất, mới sáng nè, tôi vừa có một cái appointment cho tổng thống Bill Clinton. Coi như tôi sáng tôi vừa mới mắng vào mặt ông ấy là nếu mà cái cách bài trí trong gia đình ông như thế đó, coi như cuối năm nay ông mất chức tổng thống. Thấy chưa chưa nhỉ? Ừ đấy, coi có gì đâu hay. Tại cuối năm nay ông hết nhiệm kỳ rồi. Ông mất chức là phải. Đúng rồi đó. Đọc báo chí là theo dõi là đúng rồi đấy. Nhi. Gì? Nhi nói sao vậy? Người ta làm tổng thống, người ta muốn lên gì nào người ta lên, ta muốn xuống gì nào người ta xuống cho. Đúng rồi, bà nhà nói đúng, người ta làm tổng thống muốn lên gì nào lên, muốn xuống gì nào xuống là đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Ông bà lại coi cuốn sách phong thủy của tôi đấy à? Dạ đúng cuốn rồi. Cuốn sách này là tôi phát hành đấy nhá. Trời ơi, tôi tái bản lần thứ 18 rồi đấy. Mà nhà phát hành bảo là tại vì tôi còn mặc tí đồ, giá như không mặc đồ là phát hành lần thứ 28 rồi đấy bà. Nói vậy tấm hình này của cô đó hả? Vâng tôi đấy. Cái đầu là tôi và mình là Cindy Crawford. Thế bây giờ như thế này nhá. Ta, dạ. ta vào vấn đề đàng hoàng. Dạ. Thế bà mời tôi tới. Dạ. Thế bà có biết phong thủy tiếng Tàu người ta gọi là cái gì không? Dạ không. Không biết à? Dạ. Phong thủy tiếng Tàu gọi là phán xệ. Hả? Cái gì? Phong cùi hả? Ông nhà trẻ người non dạ quá. Phong thủy đó là một cái môn khoa học huyền bí. Nó kết hợp giữa kinh dịch và địa lý mồ mả à. Nó có cả từ mấy chục nghìn năm nay rồi à. Ông có biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng là coi như thiết kế bát quái trận đồ để mà chống Tào Tháo. Phong là gió, thủy là nước. À có nghĩa là phong là gió, mà hãy trúng gió là bị phong rồi cánh giật à. Như theo như bà nói thì bà thường coi cho Lý Tiểu Long. Đúng, tôi coi cho Lý Tiểu Long, tôi coi Đường Sơn Quán, tôi coi đủ thứ rất là nhiều. Vậy cái thời đó vậy bà cũng già cứu đế giống vợ tôi phải không? Như thế là coi như là không biết gì về phong thủy rồi. Cái người mà giỏi phong thủy đó, coi như là già cỡ nào đi chăng nữa mà giỏi phong thủy đều trẻ măng hết. Còn cái người mà không biết phong thủy là gì đó, mới đẻ ra đã già cú như bà nhà rồi. Thôi bây giờ mình vào vấn đề. Dạ. Mời hàng bà ngồi. Dạ, hàng bà dạ, ngồi. Dạ, cảm ơn. Vô nhà người ta mời ta ngồi. Như thế này nha, bây giờ trước tiên tôi muốn hỏi thế này nè. Dạ. Thế thì bà cần gì bà mời tôi tới đây? Dạ em đâu cần gì đâu. Cái gì? Bà không cần gì cả. Dạ không. Bà không cần gì thì bà vào chùa bà ở chứ bà ngồi đây làm gì. Không không, em đâu cần vô chùa. Chứ cần cái gì? Em không cần gì hết á. Cuộc đời em nói thiệt với cô hả, em không có cần trẻ. Em chỉ cần người ta nhìn vô em đã thấy em giống gái 18 rồi. Anh thì ho. Em không có cần chồng em chung thủy đâu. Em chỉ cần chồng em là tối ngày ở bên em không hết thì ho. Em không cần tiền, em không cần tiền. Em chỉ cần trong nhà băng em có mấy chục triệu đô la Mỹ được rồi hết thì ho. Bà cần ít quá ho bò ho. Thế thì bây giờ còn cái ông cần gì, ông cần ít hay nhiều ạ? À dạ, nếu như bà nói như vậy á, nếu bà làm một cái chuyện này được, tôi sẽ tin phong thủy. Chuyện gì? Bà có thể dùng phong thủy rồi để biến mập thành ốm. Trời ơi, cái đó quá dễ. Và cũng biết được phong thủy double thành single. À, cái double thành single nó càng dễ hơn, cứ ra luật sư là xong ngay chứ có gì đâu. Vậy là cảm ơn bà. Này, đừng có gọi tôi bằng bà nhé. Đừng bao giờ gọi tôi bằng bà. Bởi vì phải gọi tôi bằng cô, bởi vì đời tôi đó, tôi... Gì? Tôi chưa hề biết đàn ông là gì cả. Ăn uống cái gì mà sao mặt láng thế? Chả biết đàn ông là gì cả. Ừ, tôi còn trinh nữ. Hả? Trinh nữ tên Diêu. Ờ, trinh nữ hả? Vâng. Cái này giống trinh nữ lồ xanh. Dạ chồng tôi nói chuyện hơi vô duyên, cô Tiêu Diêu đừng có chấp nhất nha. À, không dạ. Sao, không sao, con nít mà chấp làm gì? Đi! Chuyện gì vậy? Nhìn gái mà nhìn thẳng vào mặt vậy hả? Móc mắt gì ra bây giờ đó? Khách có khách này. Cô đừng buồn nha cô. À, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi nói như thế này. À, mời ngồi tôi lại vào vấn đề. Dạ. Mời ngồi. Mời nữa. Vấn đề là như thế này nhá. Dạ. Khi mà một căn nhà đó bốn phương tám hướng đắc địa. Dạ. Thì là mọi chuyện nó êm xuôi cả, tiền vào như nước mà tình yêu thì lai láng. Dạ. Nhưng mà nếu mà mua cái nhà mà không có trúng vậy thì sao xoay chuyển được cô? Bán mẹ cho rồi xoay chuyển cái gì nữa? Hả? Chuyện quê vốn. Không, ý là tôi nói là người thường thôi. Còn đối với tôi đấy nhá, đối với tôi đó, coi như là mua một căn nhà như là tử địa, hãm địa, nghĩa địa. Đấy, qua tay tôi, nó biến thành bình địa hết. Không phải, ý là tôi nói là tôi sẽ chuyển bại thành thắng, chuyển bại thành thắng. Yeah. Đây này, cái người mà phong thủy giỏi đó, yeah, là cái người phải tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đúng rồi cô. Đấy, tôi có đồ nghề đây, tôi có đồ nghề để mà tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đây. Cái gì vậy? Đây, đó. Cái của hả? Cái của cái gì? Cái này đồ nghề. Cái này đồ nghề này, chuyện này quanh quanh không?
Thôi, 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 thôi. Để làm gì? Đồng bỏ nghề, xuống đồng nghề. Cái này đây này. Cái con của Lý Tư Long. Đúng rồi. Trước khi chết thì Tông để rẻ tôi có 120 à. Đấy. Xin 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 con nha. Đấy. 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 Bắt đầu tôi tìm Long Huyệt nhé. Long Huyệt có nghĩa là cái nơi tập trung điện từ nhiều nhất trong cái nhà. Dạ. Và đồng thời cái chỗ đó nó càng sâu thẳm mà càng ướt át bao nhiêu ấy, càng dầu bấy nhiêu. Bắt đầu tôi tìm nha. Đây. Cái nhà bà này Long Huyệt chắc cái chỗ cũng dễ tìm lắm đây. Đây 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 đây. Đây đây. Cái gì biết đấy? Tôi chết. Sao Long Huyệt lại có chỗ sốt ruột thế này? I'm sorry. Bipper. My bipper. Bà ơi, người ta đang tìm Long Huyệt mà bà để bipper tôi cứ hết hồn ấy. Dạ. Long Huyệt chỗ đó thì bỏ bố đời tôi rồi. Tôi tìm tiếp. Cái Long gì nghe cái miệng của nị. Dạ cái vợ. Long gì cô? Long gì? Thì nghe miệng nị kìa. Râu của tôi long. Bà này sao lại... Cái này gọi là cái râu. Mà người ta gọi thường thường là trung tâm gây mê đấy bà. Ông anh tránh ra. Tránh ra. Cười trông đẻ quá. Tránh ra. Đứng đứng đấy được rồi. Đây Long Huyệt ngay đây. Không phải là ông nhà mà đây. Ngay đây. Dạ. Từ đây nhá, tôi sẽ tỏa ra khắp phương hướng. Đấy. Đây bà chú ý. Dạ. Và tôi sẽ sửa lại một số các như là vị trí trong gia đình. Dạ. Bà có biết không, cái ông Long đây này, bên gần nhà bà đấy nhá. Dạ. Coi như là làm ăn thất bại vô cùng. Dạ. Mời tôi tới. Tôi sửa có một chút xíu thôi. Coi như lên như diều gặp gió vậy đó. Giàu vô cùng. Giàu đến mức độ mà không có cái chén để mà ăn cơm. Ủa? Sao vậy bà? Chén được một phàn hết lên đâu chén ăn cơm. Nì, em không muốn chén ăn cơm, em không muốn chén ăn cơm nì. Muốn em muốn dùa hả? Nì. Trời, có không đây nè. Dạ. Tôi thấy, tôi nhìn, tôi biết em tôi linh tính kinh khủng lắm nhé. Bà có vẻ rất tin vào phong thủy. Đúng. Nhưng ông thì lại không tin vào phong thủy. Đấy, cho nên mà tất cả cái này tôi giải thích bằng khoa học đàng hoàng, không hề mê tín gì hết. Yeah. Thế bà thấy người ta ngày xưa người ta đi chiến đấu đấy, người ta đi chiến tranh đấy. Yeah. Người ta thường người ta hay đeo cái nanh heo. Đạn bắn không bao giờ trúng. Ồ, nì, em muốn đeo nanh heo, em muốn đeo nanh heo. Rồi, anh mua cho nì nguyên con heo đeo luôn. Đấy chết. Ông ơi. Hả? Đừng cho bà nhà đeo heo. Sao vậy? Bởi vì đeo vô rồi không ai nhận ra đâu là bà nhà mà đâu là... Ê, không có. Không. Đúng đúng. Dạ. Nanh heo. Bây giờ á, nanh heo đạn bắn không trúng. Đạn bắn không trúng. Dạ. Phải vậy không cô? Đúng, tại vì xét nghiệm mà xác chết á. Dạ. Toàn là trúng đầu này, trúng mông này, trúng tim, đâu có trúng nanh heo. Bà trời thấy chưa? Hay quá trời luôn vậy đó nì ơi. Toàn bộ nó đều là khoa học cả. Dạ. Đấy, bây giờ tôi hỏi thật nhá. Dạ. Ông tuổi gì? Hỏi chi vậy bà? Nì. Dạ hai vợ chồng em cùng tuổi, tuổi thìn. Hai vợ chồng cùng tuổi á? Dạ. Dạ cùng tuổi nhưng mà em nhỏ hơn bả hai con giáp. Dạ. Không sao không sao. Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là duyên con bò. Đúng rồi. Lại càng vui càng vui. Cha cha, ông tuổi thìn này tôi coi nha, thích sửa dần vào thìn hợi mùi thân dậu tất thời giáp bất bính đinh cảnh tự. Thôi chết rồi ông à. Sao sao chết? Ông, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thôi cái chết. Gì cô, cái gì? Thôi chết rồi, chết? Rồi, thôi chết rồi. Cái gì cô? Ông là rồng nhưng mà rồng này chưa gặp mây nhá. À. Rồng này hiện giờ còn đang sống trong ao tù nhá. Đúng rồi, ao tù và địa ngục. Thế à? Đúng không? Thì tôi biết. Và ông thì rất là hợp với màu đen. Rất hợp với màu đen nhá. Coi như bây giờ ông ra ngoài đường, ông phải mặc áo đen, quần đen. Tóc có tí vàng vàng, nhuộm đen đi nhá. Để tí vàng này cho nó trẻ hơn bà nhà, không có xứng với bà nhà, xứng với tôi thôi. À, không có, là nhuộm đi nhá, nhuộm đen hết. Tôi xin lỗi bà nhà nhá. Thậm chí nhá, underwear cũng phải màu đen mới tránh được mọi tai nạn. Thiệt không cô? Thật. Mặc đồ đen vô là thoát khỏi ao tù liền hả? Tránh tai nạn. Nì vô thay đồ đi, em không muốn nì chết thì bỏ em một mình. Vô thay đồ đi nì. Thoát khỏi ao tù, chơi liền. Dạ. Gì quần, quần áo màu đen thì có nhưng mà cái quần trong không có màu đen. Trời ơi, lấy của em cũng được chứ đâu có sao. Lẹ lẹ đi lên. Tôi nói cho cô nghe nè. Gì? Cô làm ơn làm phước giúp giùm nha. Lúc này gia đình tôi là tan nát hết trơn, làm ăn thất bại. Cái thằng chồng tôi này nó bỏ nó đi hoài hả cô ơi. Cô làm phước giúp giùm nha cô. Bà đứng xa, bà đứng xa xíu. Dạ. Tôi coi nhé. Bà sinh tháng mấy vậy? Dạ tháng 4 năm 1926. Hả? 1926? Dạ. 2000 chứ 1900 hả? Thế gia chủ thọ nhỉ? Không phải. Em lấy tuổi già để em ăn tiền già sớm đó mà. À. Nhưng mà tuổi thiệt em chả măng à.
em 1936. 1936. Dạ. Thế thì cũng thọ đấy. Khá thọ đấy. Mới 64 gì nhiều dữ vậy. À, như thế này bà. Bà sanh tháng 4 là không đúng rồi. Bà sanh lầm rồi. Giá như mà tôi biết mẹ bà sớm á, tôi bảo mẹ bà nhịn độ thêm 4 tháng nữa, sanh bà tháng 8 là tốt nhất. Trời ơi, cô bắt má em nhịn vậy, má em có chữa trâu sao cô? Trời ơi, chắc tại vậy mà cái số em nó cực đó cô. Mong cô giúp cho em xoay chuyển sao cho em sướng chút đi cô. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu nha. Tôi bắt đầu, dạ. tôi coi sơ cái nhà coi như thế dạ. nào nha. Bà ơi bà. Dạ. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa bà quyết định mua cái nhà này. Sao cô? Trời ơi, cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này là vô cùng xấu. Bà có tưởng tượng cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này á, dạ. là bao nhiêu tiền của nhá, cứ thế nó bay ra cái cửa này hướng cái đường này. Bao nhiêu tình cảm cứ thế nó bay ra cái cửa này. Đồng thời cầu thang mà hướng ra đường cửa như thế này đấy, coi như là vợ chồng ly tán ly dị. Trời, hèn nào lúc mà đi mua nhà đó, đi chọn nhà, thằng chồng em á dứt khoát á, nó đòi mua cái nhà có cầu thang chĩa ra đường. Em nghi nó muốn cái gì rồi. Nó chắc... muốn cái gì rồi đấy. Chắc nó muốn bỏ em rồi đó. Chắc là cô à. Dứt khoát em chặt bỏ cầu thang này. Mỗi lần lên xuống lầu em đu dây đi nha. Không, đu dây. Bà chỉ cần cái này thôi. Trời ơi, cái gì mà cứ dữ vậy cô? Không, không có soi mặt bà đâu bà sợ. Dạ. Tôi sẽ để ngay đây này. Đấy, tôi sẽ để ngay đây. Đấy, ngay cửa này nhá. Đấy, dạ. coi như là bao nhiêu tiền bạc đấy. Dạ. Nó chạy vào cái gương này. Ờ. Nó chạy ngược về nhà bà liền. Dạ. Tình cảm thế nó muốn đi ra. Nó chạy ra, nó đụng cái gương này. Nó lại ngược vào nhà bà liền. Ờ. Phong thủy tiếng Ý người ta gọi là compactus trento. Có nghĩa là trở về mái nhà xưa. Đa đi đa đi đa đi đa đa. Da di da di da di di da. Da di da 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 di da da. Bao nhiêu tiền cô? Da di da cho 300 đồng. 300 đồng mắc quá trời ơi. Cái gì mà mắc? Bà nói cái gì mà mắc? Mắc quá chứ gì nữa. Trời ơi, chợ bán có 10 đồng mà cô chặt em tới 300 dữ vậy cô. Bà nói cái gì vậy? Cái này mà ai nói bà bán 10 đồng ngoài chợ? Ai nói với bà bán 10 đồng? Chỉ có 2.99 đồng thôi. Nhưng mà thành kiếm phong thủy nó lên 300 đồng bà. Cái này là kiếm phong thủy mà, phải kiếm thương đâu. Dạ. Thấy chưa? Đấy, bà có chịu không? Dạ chịu. Đấy, tôi nói bà nghe này, bà cứ nghe lời tôi đi. Dạ. Đây này, tôi vừa mới đi sửa cho cái nhà ông là chủ quán cà phê Chói Trang Nắng Hạ. Dạ. Gần đây. Dạ. Có những cái bà vợ ông Chói Trang Nắng Hạ cứ có kép. Chắc ông Chói Trang quá, 3 triệu cũng được, bà đi có kép. Coi như là cứ bỏ đi suốt. Ông buồn quá, ông không biết làm sao. Ông mời tôi tới, tôi chỉ sửa có một chút xíu thôi. Chuyện nó đâu vào đấy ngay. Ồ, vậy là cô dùng phong thủy cô đưa bà vợ trở về với ông chồng hả cô? Không, bà ấy bỏ đi luôn, còn mới lấy người khác. Lấy ai cô? Lấy tôi. Hả? Ê, không có, lấy chị tôi. Ồ. Thế là chị tôi rụng bông hoa gạo ngay. Ừ, vậy đấy. Giỏi quá chừng luôn. Ừ, tôi giỏi lắm. Dạ. Đấy, cho nên là phải tôi phải làm phong thủy đấy. Dạ, tốn bao nhiêu tốn em chịu hết á. Thế bà có muốn chồng bà ở đây không? Dạ em muốn, em không muốn chồng em đi, em muốn chồng em trở về, em muốn chồng em trở về. Trời ơi, cô giúp cho em. Bà cứ yên tâm, tôi nói cho bà nghe nè, địa lý đấy, cái môn mà môn phong thủy đó là tạo cho tôi một cái sức mạnh vô biên, tôi không bao giờ sợ. Cái gì đây? Phen suối. Phong thủy. Sao giống ma quá vậy nhỉ? Mai, đen cái nó hơn. Ghê quá đi. Được không? Làm cái gì mà đen xì xì thế bố? Gì? Sao? Làm cái rung luôn à nì à? Nì. Gì? Nì kỳ quá à? Thôi. Sao kỳ? Trời ơi, đúng bình tĩnh nè, tôi đang coi này. Bây giờ hỏi thật ba chủ nhá. Thế bây giờ bà mạng gì? Dạ mạng thủy. Hả? Mạng thủy. Mạng thủy à? Dạ. Trời ơi, mạng thủy nghĩa là mạng nước. Này ba. Dạ. Ba đừng có tắm nhiều nhá. Dạ. Mạng thủy đừng có nên tắm nhiều nhá. Dạ. Bởi vì người ta bảo coi như là đa thủy tắc kim trầm. Dạ. Nhiều nước quá là vàng bạc nó lặn hết. Dạ. Đừng có tắm nữa. Tốt nhất á là 4 tháng bà hãy tắm một lần. Ê, cô đừng có giỡn cái đó kỳ lắm nha cô. Sao? Trời ơi, vợ tôi 4 tháng tắm một lần, ai chịu, tôi chịu chứ ai chịu. Nì nói sao vậy? 4 tháng em tắm lần, thế nào mà Nì mới biết thế nào là hương vị của đàn bà chứ? Biết nhiều quá rồi. À, và thêm nữa nhé, tôi hỏi thật đấy, nhà bà có bao nhiêu vòi nước? Ồ, ở trong phòng ngủ em 1 vòi nè ha. Rồi. Ở nhà bếp 1 vòi nè ha. Rồi. Ở đây 1 vòi ha. Kỳ chỗ khác đi. Chỉ đâu vậy? Trời, em nói sân sao chứ đâu có nói vòi Nì đâu, Nì kỳ ghê vậy đó. Dạ, 4 vòi tất cả.
Nhà bà bốn vòi. Dạ. Tôi khuyên bà thế này nhá, ba vòi kia bà khóa lại tất cả mọi thứ, còn riêng cái vòi đằng này á, bà xả 24/24 cho tôi. Nhá. Dạ. Tốt. Xả như thế, đồng thời coi như là bà đó. Dạ. Riêng bà thì bà đừng bao giờ ăn đồ nước hết. Yeah. Ăn đồ khô hết. Yeah. Hủ tiếu khô này. Yeah. Mì khô này. Yeah. Mì xào giòn này. Yeah. Tất cả mọi khô hết. Yeah. Và cái quan trọng nhất á, yeah, cái người mà mạng thủy á, mà mặc nhiều quần áo quá, yeah, nó bốc hỏa lên á, đúng rồi, thì tiêu đời bà. Yeah. Cho nên tốt nhất là khi mà ngủ á, nhảy lên giường cởi hết quần áo ra. Hả? Tối bà ngủ hả? Bận gì hết? Đúng. Đi đi. Nhi đi đâu vậy Nhi? Thấy không? Thấy không? Lợi dụng có dịp là đi liền à cô. Cô giúp em giùm đi cô. Trời, thấy không? Đi hoài vậy nó làm sao em chịu nổi cô. Cô giúp em. Được rồi. Nó cứ rú lên nghe kinh thế. Hôm nay từng tuổi này mà vớ đâu cái món bở thế à? Cái duyên nợ hết cô ơi. Hả? Trời ơi em ghét mấy thằng nít lắm. Cái sao gì? Mà cô biết sao không? Cái bữa đó con em tốt nghiệp high school đó. Rồi. Em lỡ em rước con em á, ảnh là bạn của con em. Cái em cho có gian trên xe chút xíu cái em vớt luôn ảnh đó cô. Thế à? Dạ. Thế à? Cái của đấy còn ai em giới thiệu cho đây tí. Ảnh thì không có anh em nhưng mà có cháu nhiều lắm. Cô giúp cho em xây chuyển nhà này cho em khá, em giới thiệu cháu ảnh cho cô. Được rồi, tôi bắt đầu nhé. Dạ. Hồi nãy đó coi như là tôi coi về ngoại không, bây giờ bắt đầu tôi coi về nội. Dạ. Tôi coi về nội thì có nghĩa là tôi coi cái nhà này thì là nhà bà thì là hướng Tây. Dạ. Nắng nhiều thì gió ít. Dạ. Mà bà phải biết là nắng và gió nó chi phối cái đời sống con người nhiều kinh khủng lắm. Yeah. Biết bao nhiêu người mà đi nắng trúng gió là chết ngay. Đúng không? Cho nên bây giờ tôi nói bà nghe, bây giờ bà phải mua 4 cái quạt máy thật mạnh, đặt 4 góc nhà nhé. Yeah. Và bà mở hết tốc lực. Yeah. Bà mở cho nó gió nó cuồn cuộn, nó phong ba trong cái nhà bà, nó cuồn cuộn, càng cuồn cuộn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bà sao thế? Trời ơi, gió gì mai tóc giả sao cô? Cái gì? Tóc giả? Trời ơi, chứ sao mấy tuổi rồi còn mấy cộng mà sao được nhiều vậy? Cuộc đời em không có cái gì thiệt hết á. Răng giả. 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 Bà ơi, thế bà có cái gì thật không? Có hai cái lỗ nhĩ là thiệt thôi. Thế thì tôi biết tại sao bà sinh năm 1926 rồi. Nhưng mà nhà có máy lạnh mà cô. Trời ơi, máy lạnh nó chỉ làm mát chứ nó không có làm gió. Dạ, đấy, bà phải nghe lời tôi đấy nhá. Dạ. Phải gió cuộn cuộn đây này. Tôi nói cái này quan trọng nhất đây này. Dạ. Đó, sau khi bà mua 4 cái quạt máy rồi đó. Dạ. Thì đây. Đây là business card của thằng em tôi. Dạ. Nó bán quạt máy. Dạ. Cứ tới bảo tên tiêu diêu là nó bớt cho ngay 10%. Dạ. Xong rồi nhá, nhà bà lại thiếu quá nhiều cây xanh. Oh, nhá. Yeah. Bây giờ bà phải mua khoảng 40 cái cây xanh để chung quanh nhà, vòng cái phòng khách thế này nhá. Yeah. Và ngay giữa chỗ này nhá, bà trồng nguyên một cái cây cổ thụ cho tôi. Yeah. Để cho nó mọc thẳng, nó đục hẳn cái tường lên, trần nhà lên cho khí nó vào nhá. Chút xíu thì chị mười mấy 40 cây rồi, cái cây chính giữa thấy giống công viên quá vậy cô. Thế bây giờ bà muốn nhà bà hạnh phúc. Nhưng muốn trồng nó là vui nhà vẻ muốn. Không? Thế thì phải làm theo ý. Yeah. Tôi nha. Đây business card của thằng cháu tôi. Nó bán cây xanh. Nhá. Đồng dạ. Thời đó bà phải cái chỗ này bà phải đặt một cái hồ cá cho nó cứ sự sống bơi lượn trong này nhá. Dạ. Đây. Đây. Business card của chị tôi. Cái bà chị mà lấy cái ông chó chàng nắng ngại. Dạ. Quán hồ cá. Dạ. Cứ tới đó là bớt liền nhá. Dạ. Coi như là bà làm tất cả những cái lời mà tôi nói đấy. Dạ. Tất cả đúng như thời tôi, coi dạ. Như là tai qua nạn khỏi, cuộc đời bà sung sướng và không bao giờ gặp cái tai dạ. Nạn gì hết. Dạ. Nhá. Dạ cảm ơn bà. Này đây nhá. Đây dạ. Này. Dạ. Này ơi. Cái gì vậy? Chuyện gì? Trời! Cái gì vậy Nhi? Trời ơi, ai quán quán gì vậy? Trời ơi, cháy chuông quá. Sao chưa gì đó, thằng ăn mày thế này? Trời ơi, ai quán gì? Quán cái gì? Trời ơi, sao vậy? Trời bác ơi. Mặc nguyên bộ đồ đen. Dạ. Chó tưởng ăn trộm. Hả? Nó vào vô nó cạp. Trời ơi, cô nói phong thủy bận đồ đen rốt cuộc cũng bị chó cạp. Trời ơi, mai lỡ cạp tới đầu gối, cạp cao hơn chút còn gì đời em nữa cô. Bà ơi, bà từ từ đi, tôi giải quyết cho. Gớp, nó mà tạp cao lên tí nữa tôi còn tiếc ngồi chi là bà. Coi, tôi chết rồi. Đây này, coi đây này, xoay vào đây này. Trời đất ơi, bảo là ngoại hắc là nội phải hắc luôn. Đây là bên
ngoài đen mà trong lại xanh nước biển thế này thì đâu có được. Sao vậy nị? Này ơi này, chạy em mua giùm anh 10 cái quần xà lỏn màu đen. Rồi em đi liền. Khoan đã. Dừng lại. Gì nữa? Chào. Biết chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, đó. Xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đố. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp biết chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá. Vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa? Ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, ảnh thương chị lắm. Em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở hết trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy? Bình đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sáng. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật toanh tác rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ, vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, ừ, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chắc. Nếu anh nói không? Anh rất yêu em. Đấy, đấy chồng ơi. Là thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em. Ủa chị Lan. Hai chị em mới qua hả? Ủa. Chào chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan. Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Chào chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu. Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Trời ơi, anh ơi, em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi, em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị vậy Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ nó hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó, mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ba cũng ba chào chị, chào chú. À, vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi, nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho ông bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Yeah. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Yeah. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm 2 lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ ra sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh ơi, em yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cổng bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi,
Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi được chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Rồi. Chết sao? Trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi. Nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa? Vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Ủa, nhưng mà thôi đâu. Chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Chẳng hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi. Mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? Xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn lặng xíu. Ừ. Chị bị hư xe. Xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Dạ. Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em ăn lời chị 50. Trời ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi, anh tuyệt vời, ăn lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi, bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi, chị cũng không quá. Không, mấy nhỏ này em đã nói rồi. Không, vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tụi. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, được đâu. Khổ quá, mất đây này. Sợ không à? Đây kỳ ghê, chị đã nói chị không lấy rồi mà kỳ quá. Đi chị Lan không lấy đâu. Em ơi, không lấy sợ đào nó buồn thôi kìa, để chị lấy cho. Sao đâu. Đó, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi. Con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời, không? Trời ơi, chị Lan biết không? Đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không? Trời ơi, mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng. Em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ làm sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho má 40 đô không? Làm chị đầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời, anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được. Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, anh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi rồi kể rồi. Cho chị nghe. Đấy đàn ông thế đó. Ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó, chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Trời chưa? Trời đất ơi, mà đi thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái trời. Gì? Tại sao nó lại đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Nó nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh nó bồng chị ra ngoài ăn cơm. Ừ. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi ơi, chắc chị phải đi về quá rồi ơi. Trời, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Chị đâu có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á, vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì, anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Yeah. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan. Dạ dạ dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô.
Đây đây đây, em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo không phải 500 đâu. Cái gì? À, chơi nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em? Trời ơi. Để chuyển 100 thôi được rồi. Cái gì? Không, 150 hay 100 thì chị cũng lấy hết. Nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa bao giờ xỏ lần nào hả? Chưa. Cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đại không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em cho người á. Trời đó. Bởi vì em mới đem giặt dry clean đường chết luôn á chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Thôi lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Chắc được đó. Chắc dạ. Được, lấy cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Ai Nguyễn? Ủa, chị Lan. Chị Lan đẹp quá vậy chị Lan. Ủa, chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Ủa hoài vậy? Ủa, anh Minh. Thôi em, đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Đâu có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý chữa bệnh nó dốc. Nó dốc. Anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm vậy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Trời, anh biết không, em hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè em mới sáng tác đó nha. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè, một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè, một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp ha. Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì? Anh coi giùm em coi cái bài thơ này có hay không? Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi, đây coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Rất lãng mạn. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em, lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không? Thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi mời. Em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á mới quen anh. Sao? Ngồi xuống cái đòi. Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhá, thơ cô hay lắm đấy. Mình ăn kem xong mình lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Chưa, mình thấy trời chưa? Ơi, thơ hay đấy. Bây giờ Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thôi kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi, tại vì John là kép của em, ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Em đừng có làm nữa. Tối xối cái tôi là kỳ này về là tôi xé xác, là tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói em nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không ạ? Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ, anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó nữa. Ông ấy em khỏa thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà
Anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đấy đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở lên đi, anh đọc đi kỹ cho em nha. Anh thấy em sao? Anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ. Ê ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dựng đèn anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kỳ á, mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chơi lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em ly dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé, tôi không nói gì hết. Được rồi anh, em đi vào đây, vào đây. Chị chờ em đi, em lấy chát cắt cho chị nhé, đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây, đây, đây. Áo đây, em có áo này đẹp, đẹp lắm. Vâng, hơi khoác thử. Thấy chưa, đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi, chỉ có một mình chị á. Trời ơi sao vậy Minh? Đào đào sao vậy Minh? Trời tôi nghĩ thằng nhỏ quá. Trời ơi cho tao đợi mở. Trời ơi tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không không bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em sẽ hách. Trời ơi em ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly dị em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cứ lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Cái gì? Em thiệt nói mà. Vậy đó phải không? Không không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng. Quên cái này đi. Nói quên cái này. Không thể quên policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Vợ em nói chị mặc cái áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi, hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn. Mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị trời này, chọc gan em hả chị? Chị chọc gan em à? Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á, cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip lên cho chị. Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường nó chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm, tôi điên ra sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À không. À chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im ngay, tôi không có anh nói nhá. Nè cho im, đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Bye chị luôn. Em Me too. Thôi chị. Chị cái gì mà muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có võ nha. Võ gì? Để em đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Võ gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời ơi, tức quá. Chờ em chút xíu.
Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào. Đào vợ mình chứ còn Đào nào nữa, bộ lắm Đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá. Bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ. Bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe. Dạ? Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua. Dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển đấy. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. À. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại đó. Nhá. Gì kỳ vậy? Thế sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè. Mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 tuổi vậy đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. À. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Đúng. Yeah.